Xin chào cả nhà đang xem kênh của Bình Lê Vlog 86 nhé. Ngày hôm nay em sẽ quay cho mọi người xem em đóng mầm hoa thạch thảo trắng, thạch thảo tím và hoàng anh đi cho khách như thế nào nhé. Và ai cần thì có thể liên hệ với em qua số điện thoại 0356 216 186 nhé, để đặt mầm giống hoặc là hoa nhé. Đây. Đây là giống hoa hoàng anh này. Đó. Giống hoa hoàng anh nhé. Mọi bữa là em sẽ bó thành từng bó, nhưng mà bữa nay là em sẽ không bó, nhưng em cứ thế em thả thùng nhé. Em nhặt và em thả thùng nhé. Đó. Và đây là mầm thảo trắng này. Rồi, em nhặt em thả thùng. Đây, nó còn có cả lá, cả rác nữa cơ. Đó. Và trong thùng này thì em có thả cả đá vào nhé, để cho nó đỡ hư mầm. Đây là mầm thảo tím này. Bó vào thì gửi đi xa thì em lại sợ nó nóng, nó nóng nó hư. Em ra là chắc em sẽ gỡ nó ra. Đất thôi. Đây là cây thảo tím. Rồi nha, ai cần mầm giống của hoa thạch thảo trắng, thạch thảo tím hay là hoàng anh, tú cầu thì liên hệ với em để em đóng hàng đi cho mọi người nhé. Rồi, và các bạn nhớ xem và ấn đăng ký kênh, ấn like và theo dõi để xem nhiều video khác về cách thức trồng hoa hay chăm sóc hoa như thế nào nhé. Rồi, tạm biệt cả nhà, hẹn gặp lại mọi người vào video sau.